Rồi, em chào anh chị cô chú nha. Thì hôm nay em sẽ quay báo giá cái khuôn chậu mới nha. Khuôn chậu lục giác chân liền 70, kích thước 70 ha. Thì bữa thì em có quay cái lục giác chân liền kích thước 60 của Trung Quốc rồi. Hôm nay sẽ quay cái 70 ha. Cái này là hàng Việt Nam. Cái bữa là kích thước 60 là Trung Quốc làm. Còn này là hàng Việt Nam là kích thước tới 70 ha. Cái 60 bữa thì là Phúc Lộc Thọ phối với lại cái gì ta? Phúc Lộc Thọ phối gì ta? Bữa Phúc Lộc Thọ phối gì quên tới. Cúc Trúc Mai đúng không? Cái đó là 60 Trung Quốc á, bữa em có làm clip rồi đó. Cái đó là 1.8 một ship Tàng Sơn á. Còn cái này là hàng Việt Nam, cũng chân liền luôn. Nhưng mà cái bữa thì đổ đáy, cái này đổ miệng. Cái bữa đổ đáy đúng không? Đúng rồi. À, còn cái này của Việt Nam đổ miệng nhưng mà nó khác nhau. Thì hôm nay em sẽ gồm bao nhiêu mảnh ha, rồi em sẽ quay gồm bao nhiêu mảnh cho anh khi mua mình nhận mình biết. Thế lại ráp rồi luôn, hướng dẫn anh cách ráp luôn ha. Có gì lấy đủ cho đủ đi, hai mảnh ba mảnh này ba mảnh kia đi, sao lấy tới 9 tấm vừa. Bỏ ra lấy 3 tấm bỏ ra rồi đây nè mấy anh, gồm 6 tấm vỏ ngoài nha, 3 tấm mảnh là thuyền buồm, 3 tấm mảnh là mã đáo thành công á, hai ngựa. Đó, ý nghĩa của cái bộ này là thuận buồm xuôi gió, còn cái này là mã đáo thành công. Đó, ghép vô nhau. Cứ thuyền mà ngựa, thuyền ngựa, thuyền ngựa thôi. Đó. Cái đó là vỏ ngoài ha. Rồi đây là cái lồng trong đó nè mấy anh. Lồng trong nó gồm 6 tấm ghép lại. Với lại một tấm đáy lồng trong. Tròn á, tấm tròn á. Rồi cái đáy chân nè, cái đáy chân cũng gồm 6 tấm ghép lại với lại một cái đáy của cái chân, đáy tròn luôn. Rồi ráp lại là mấy anh nhìn biết rồi, để một tí ra ráp ha, rồi em báo giá sau. Bộ này để em báo sơ luôn, bộ này là 2.050.000, bao ship tặng một lon sơn đô phiên. Đó, xíu tí ráp lại em báo chi tiết kích thước luôn. Cái này nhựa ABS Việt Nam sản xuất chứ mấy anh. Công ty này có mã là 565, gọi là nhựa 565, nhựa ABS, nhưng mà công ty mã số của người ta là 565, không phải bên anh Công CNC đâu, một công ty khác của Việt Nam sản xuất. Nhựa cũng rất là dày dặn, hàng Việt Nam nhựa lúc nào cũng dày. Cái này cũng có chỉ gắm đi Trung Quốc luôn, chân liền hết á. Lục giác chân liền kích thước 70 nha mấy anh. Ráp lại luôn, lòng trong, nguyên lòng trong ịnh vô, giống như cái đáy chân rồi đó. Đó là cái đáy chân cho nó đổ miệng nha mấy anh. Đó là nó làm cái đáy chân. Đổ miệng thì nó cũng dễ làm, cũng khỏe nhưng mà phải dằn lòng trong, chứ phải tháo sớm để đổ miệng, phải xử lý miệng. Còn đổ đáy thì nó khỏe hơn, miệng nó sẽ ngon hơn. Mà đổ đáy cực cái tháo lòng trong sớm không được. Tháo lòng trong phải để khô mới tháo được. Mọi cái nó có ưu nhược điểm, nhưng mà đa số trên thị trường vẫn chuộng đổ miệng hơn. Cái chân đó mấy anh thấy giống cái thiết kế của cái chân lùng á, chân lục giác 60-65 lùng á mấy anh. Đó, hoa văn kiểu như vậy đó. Đó, nhìn quen quen không? Chân lùng, chân dạng chân lùng. Này 70 nhìn to vậy trời. Đây là lòng trong đó nha mấy anh. 6 tấm ghép lại với một cái đáy tròn. Cái đáy lòng trong á. Đáy đó nó khác nhau không? Khác ạ. Cái có lỗ thoát nước, cái không có hả? Dạ. Đó mấy anh lưu ý nha. Cái có lỗ thoát nước, cái không có nha mấy anh. Mốt mình bắt ngược á. Xíu nó ráp vô cho mấy anh dễ hiểu ha. Tại cái đáy lòng trong nó hai cái tròn giống nhau, nhưng mà một cái thì nó có mấy cái cục để thoát nước. Còn một cái đỡ dưới đáy lên á, đỡ dưới đáy lên á thì không có ha. Còn cái lòng trong bỏ xuống á thì nó sẽ làm bốn lỗ thoát nước.
đó thì clip lúc nào em cũng báo giá thì em cũng ráp lại cho mấy anh coi hết á. Khi mình nhận mình biết mình ráp được luôn, với lại mình biết có bao nhiêu tấm mình nhận hàng cho dễ. Trong này thì 6 tấm thôi, 6 tấm ghép lại. Đây là tấm đáy lòng trong nha mấy anh. Nó có 4 lỗ thoát nước thì mấy anh lưu ý là bắt vô cái lòng trong nha, chứ đừng có bắt vô cái đáy chân, cong nó bị ngược lên mốt khó tháo đáy á. Tí cười gì mày, cười đéo mà. Rồi bỏ lòng trong vô luôn đi. Đó, cái đó đụng miệng mấy anh ha. Cái này là lòng trong của đáy với chân á. Chân liền thì nó là lòng trong của chân với đáy luôn đó. Nó ráp lại mấy anh. Ráp lại xong bắt thêm tấm kia vô. Cũng 6 tấm ha. 6 tấm ráp lại. Rồi mấy anh bắt tấm đáy vô nha. Mấy anh lưu ý nha, cái tấm đáy của cái đáy chân á là nó không có cái lỗ thoát nước đâu nha. Mấy anh đừng có bắt ngược nữa nha. Cái gần vô xuống dưới. Với lại mấy ngóc này mấy anh bắt vô trong nha. Chứ anh bắt lòi vô cái phía trong chậu là mốt khỏi tháo luôn á. Lưu ý nha, thấy ốc bắt không mấy anh nè, ốc bắt là bắt vô trong cái lồng. Đó, mấy anh bắt ngược là cũng sai đó nha. Máy này tuy rằng nó nhỏ, nó dễ lắm nhưng mà nhiều khi mình không để ý á. Mình không để ý mình bắt đại đại á, nhiều khi ốc á, cái ốc nó dài nó thọt qua này nè, cái mốt mình đổ ra cái nó dính vô cái đáy là xong luôn. Ngồi đập chậu luôn, khỏi tháo luôn. Rồi đó, cái này ráp cũng đơn giản mấy anh thôi, cái này dễ. Rồi giờ mấy anh bắt cái đáy chân vô nha mấy anh. Bắt cái đáy chân vô là mình đổ được rồi đó. Nó chân liền mà, nó đâu có chân rời đâu. Đó. Úp xuống mấy anh chồng cái này lên. Cái này mới xiết sơ cho mấy anh coi nha, chứ mấy anh về mấy anh bắt xiết hết ốc lại nha, kỹ lại nha. Đó, bỏ vô nè. Đó. Rồi ok, giờ khóa ốc lại là xong rồi đó. Để em đo cái thước em ghi lên rồi em ghi giá lên luôn cho mấy anh ha. Phủ bì của nó là 70 mấy anh, lục giác chân liền 70. Đo cái lòng trong là biết. Đo lòng trong là biết phủ bì. À, lọt lòng. Để thẳng cạnh này qua cạnh này luôn tương đối là được rồi. Để trên á xịt vô ngoài nè. 62. 62 hả? Dày hả? Cái miệng nhiều. 70 62 là mỗi bên 4 xăng hả? Cái miệng nó đưa ra thôi mấy anh, chứ thật ra cái ở dưới là nó đẩy vô ha, nó đẩy vô nhiều ha. Cái miệng làm nó bự ra để cho nó chắc thôi, để dễ khiêng thôi. Tại vì cái 60 Trung Quốc cái miệng nó đưa vô lắm, nên nó khó khiêng lắm. Em nghĩ cái này đưa ra dễ khiêng, đưa cái tay vô cái cạnh đó, đưa cái cạnh miệng. Dễ khiêng hơn đúng không? Cái Trung Quốc sao khó khiêng hơn. Thì phủ bì 70 ha, lọt lòng là 62 đúng không? Lòng 62. Phủ bì 70, lọt lòng 62, chiều cao đi, chiều cao luôn chân đi. Đó ngoài được rồi, chứ cao cho ở trong nó cũng na ná à. 5 mấy á, tầm 52 á. Cao luôn chân là tầm 52 mấy anh. Thì ở trong lòng chắc nó cũng còn tầm 4 mấy, 50 á. 40 hả? 52, 40 là cái chân không 12 xăng hả? Sao cao dữ vậy? Ok, đại khái là vậy mấy anh ha, kích thước đại khái vậy đi, bữa nào đổ ra đo mới chính xác, tại khuôn nhựa đâu cũng không chính xác lắm đâu. Tại vì nó còn lỗ thoát nước, mình đo trên nó không đúng, đúng không? Nó không xuống nữa, nó sẽ thụng xuống nữa. Rồi ok, giờ em sẽ báo giá cho mấy anh ha. Cái chậu này là lục giác 70 chân liền, hàng ABS, nhựa ABS Việt Nam sản xuất. Giá là 2.050.000, bao ship tặng một lon sơn Dofin. Đó, thì cái này nó gồm có 6 mảnh ngoài, rồi cái bộ lòng trong 6 tấm với cái đáy lòng trong. Cái chân á, cái đáy dưới á, đáy chân á là 6 tấm ngoài với một cái đáy chân luôn. Đó, gồm số mảnh là hướng dẫn ráp rồi mấy anh. Thì thể loại mua hàng thì mấy anh mua hàng thì vui lòng liên hệ hai số điện thoại trên màn hình ha. Rồi điện trực tiếp giúp em ha. Rồi giá này là giá có bao ship hết rồi nha mấy anh. Mua hàng, nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán nha mấy anh. Ở đâu nói chung là ở trên Việt Nam ở đâu thì cũng ship toàn quốc nha mấy anh. Nói chung là giao hết nha. Mấy anh nào mà chưa mua hàng bên em á thì em thông báo thể lệ cho mình biết thôi, cách mua thôi. Thì cứ liên hệ hay trực tiếp hay số điện thoại trên màn hình. Anh mua cái này thì anh nói là lục giác 70 chân liền. Hàng Việt Nam, hoa văn của nó là
sông mã nè, với lại thuyền buồm, có nghĩa là thuận buồm xuôi gió, với lại mã đáo thành công đó. Đó, hai hoa văn của nó. Này hàng Việt Nam nhưng mà nó có hàng Trung Quốc khác nha. Hàng Việt Nam thì đổ miệng nha. Đó. Rồi, giá của nó là 2.050.000. Bao ship, nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán với anh ha. Rồi, trong quá trình vận chuyển nhiều khi nó có nứt hay bể vỡ gì, hay là có vấn đề gì mà do vận chuyển á, thì mấy anh cứ kiểm tra hàng, xong anh liên hệ lại shop, shop sẽ gửi bù cho mấy anh. Tại vì cái tình huống đó là nhiều cái tình huống mình không có mong muốn xảy ra ha. Có nhiều tình huống khi vận chuyển nặng quá, nhiều khi nó bị cấn hay gì đó, hoặc là nhiều khi tí nó đóng nó quên ốc hay gì đó, quên ốc nhựa, ốc sắt gì đó, thì mấy anh cứ liên hệ lại shop, cứ nhận hàng bình thường liên hệ lại shop thôi, thì bên em sẽ gửi bù. Thì mấy anh nào hay mua hàng thì cũng biết hết rồi ha. Còn chủ yếu là em thông báo cho mấy anh nào chưa mua hàng lần nào bên shop á thì biết thôi. Rồi, thì mấy anh có gì ấn kênh theo dõi, bữa nào sẽ đúc cái bộ này và sơn cái bộ này cho mấy anh coi. Rồi, cảm ơn mọi người theo dõi video này của em nha. Em quay hoa văn lại cho mấy anh coi nè. Đây là sông mã nè, còn bên kia là thuyền buồm ha. Đó, thuyền buồm chân liền ha mấy anh ha, chân với chậu liền nhau luôn. Rồi, anh nào mua liên hệ số điện thoại giúp em ha. Rồi, cảm ơn mọi người theo dõi video này nha. Bữa nào em sẽ đúc ra em quay rồi em sơn cho mấy anh coi luôn, hướng dẫn mấy anh đúc rõ ràng hết luôn ha. Rồi, cảm ơn mọi người.